Chúng ta có cái lửng và những vòng xoắn, một vào, hai vào. Chúng ta đã dựng 6 điểm, tiếp tục là những vòng xoắn và thắng. Chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu hạng cân 65kg giữa đô vật Việt Nam và đô vật của Thái Lan. Ngay lập tức bắt chân đơn, đối phương mất trọng tâm. Chúng ta có cái lửng và những vòng xoắn, một vào, hai vào, ba vào. Và có lẽ trận đấu sẽ kết thúc ở vòng thứ tư. Đấu kết thúc lại thêm một chiến thắng vô cùng trong vánh nữa cho các đô vật Việt Nam. Bù Phúc đã giành được chiến thắng ở lượt đấu thứ 3 hạng cân 65kg nặng. Sẽ đến với trận chung kết 57kg tại giải vật Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan. Đồ vật chúng ta là đồ vật màu xanh rất đẹp trai, đồ vật đối đầu với đồ vật của Thái Lan. Ngay tiếp là những sức ép, những động tác giải được hai tạo nên, những màn đấu tay được hai tiếp tục. Liên tục là những màn đấu tay gài thế. Ngay lập tức một tình huống bẻ góc này, chúng ta có được lưng bám chân của đối phương. Và đây là những vòng xoắn. Chúng ta đang rất hai điểm, vẫn chưa xoắn được, vẫn không xoắn được. Và bây giờ chúng ta đã xoắn được rồi, vẫn đang ngồi lên người đối phương. Một thế đánh rất đẹp, đối phương vẫn chưa chịu khuất phục, đang trụ lại bằng bốn tay. Thêm một điểm quang nữa, chúng ta có 4 điểm. Chúng ta kiểm soát phần trên đối phương. Sức chống cự của vận động viên Thái Lan cũng rất đáng nể, chúng ta đã dẫn 6-0 rồi. Rồi vận động viên Thái Lan đã hồi mãn thương và có được 2 điểm. Chúng ta vẫn đang dắt với tỷ số an toàn 6-2. Tiếp tục là những tình huống động tác giả, bắt chân đơn và chân đôi của hai đô vật. Tiếp tục là những màn đấu tay, tỷ số là 6-2, rất căng thẳng của trận chung kết hạng cân 57. Những vòng xoay tưởng chừng bắn tức lưng nhưng đối phương phòng ngự tốt. Tục là những cái tì đầu, ba mươi giây nữa sẽ hết hiệp đấu thứ nhất. Sật mạnh của đối thủ, tiếp tục chúng ta bám được một chân của đối phương. Xin lỗi quý vị là khúc này nó bị quất, tại vì đèn của ban tổ chức bố trí thật tốt. Chúng ta bị đối phương ép lại, khóa rất chặt, siết rất chặt. Chúng ta đã dắt 12, không có lý gì đô vật của chúng ta không nỗ lực cả. 14.
Chúng dắt đối phương 10-4. Ngay lúc này thì là khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp. Các huấn luyện viên đang sạc cơ để giúp cơ không bị chuột rút. Liên tục là những lời nhắc nhở và nỗ lực của các vận động viên, nỗ lực của huấn luyện viên không cho cơ bị căng. Đô vật tiêu tạc dắt đô vật người Thái Lan 10-4, khoảng cách là 6 điểm. Đô vật của chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn. Quay lại với cách biệt 14 nhưng về Việt Nam. Tiếp tục là những màn đấu tay cải thế. Bắt chân đủ tốt của vận động viên Việt Nam. Nhấc bóng đối phương lên. Nhấc bóng đối phương lên. Boom. Cú ném rất mạnh. 14-4, cách biệt 10 điểm. Đó là đủ để cho chúng ta vô địch. Cân 57kg nào. Xin chúc mừng đội tuyển. Màn ăn mực đầy cảm xúc. Đối phương đang rất đau. Đau ở những đầu ngón tay và đau trong trái tim thì đã giành thất bại. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận đấu ở hạng cân 70kg, giải vật Đông Nam Á giữa Đô Tuấn của Việt Nam gặp Đô Bomas của Thái Lan. Nhập cuộc vô cùng tự tin, hạ thấp người, bá cổ đối phương. Vẫn tiếp tục là những màn đấu tay, tìm cách để luồn qua phần nách và lên lưng của đối phương. Bắt hai chân của đô vật Thái Lan nhưng bị phá sản. Phòng ngự tốt, lập tức đô vật của chúng ta vật đô vật của Thái Lan lại. Nhưng đô vật của Thái Lan cũng đang cố gắng lật người lại. 2 điểm cho và 4 điểm cho đô vật của chúng ta. Chúng ta đang khống chế đô vật của Thái Lan, cố gắng để cho đô vật của Thái Lan lấm lưng trắng bụng để chúng ta thắng trắng xét đấu này. Rất cố gắng, những nỗ lực không để lấm lưng của đô vật Thái Lan. Và mọi nỗ lực bất thành, đô vật của chúng ta đã thắng, được gọi là một cái thắng nước ao. Đô Tuấn đã giành chiến thắng dễ dàng trước đô vật của Thái Lan. Chúng ta đang có một đối đầu Việt Nam và Thái Lan. Đô vật của Việt Nam màu xanh và vừa nhấc bổng đô vật của Thái Lan lên. Đây là trận đấu hạng cân 63kg nào. Chúng ta lôi đối phương ra khỏi sàn đấu. Ngay lập tức một tình huống quật lại. Thi đấu rất kinh nghiệm, 2 điểm cho đại diện của Việt Nam. Liên tục với những tình huống quấn người, đang cố gắng lật đối phương để có thêm điểm. Thêm một tình huống lật chính xác nữa, lấm lưng và chúng ta đã thắng đối phương tuyệt đối. Kết thúc trận đấu chỉ vỏn vẹn chưa đến một phút. Đó là một tình huống của trọng tài. Đây là một tình huống trọng tài cho chúng ta hưởng lợi thế thì có thể làm trên, nhưng chúng ta chưa thắng được. Liên tục là những nhắc nhở của trọng tài cho đồ vật về Thái Lan.
lần 2 điểm. Chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt trận đấu với 6 điểm. Kết thúc. Chúng ta sẽ đến với trận đấu của một đôi vật nữ của Việt Nam đối đầu với đôi vật nữ của Thái Lan. Có thể thấy là đôi vật của Thái Lan có thể hình nhỉnh hơn đôi vật của Việt Nam. Đây là trận đấu hạng cân 50 kg. Ngay lập tức là hạ thấp người, áp sát của đồ vật đến đội Việt Nam. Liên tục là những cái đấu chán. Đồ vật của chúng ta đã kiểm soát được một tay của đối phương. Ngay lập tức có lợi thế nằm lên lưng. Một xoắn. Thêm hai xoắn. Chúng ta đã dựng 6 điểm. Tiếp tục là những vòng xoắn và thắng tuyệt đối 10-0. Quá ao trình. Các cô gái chúng ta đang chơi vô cùng ao trình các đối thủ trong khu vực. Đây là Đô Linh của hạng cân 50 kg của đội tuyển vật Việt Nam. Một chiến thắng vô cùng trong vanh